À, nhà đất Tây Ninh TV xin thân ái chào mừng cô chú chị ha, đã trở lại với kênh YouTube nhà đất Tây Ninh TV của mình. Thì hiện tại em đang đứng đây là xã Phước Bình, thị xã Trảng Bàng của chú chị ha, thì cũng là tương lai là thị trấn đó. Thì trước mặt mình là đèn xanh đỏ ha, chạy thẳng luôn là về khu nghiệp Thành Thành Công. Mình quẹo phải là về Phước Chỉ, về Đức Hòa, về cửa khẩu Tho Mo. Mình quẹo trái là ra quốc lộ 22 của chú chị ha. Thì từ vị trí này mình sẽ ra quốc lộ 22 là tầm 10 cây, qua trung tâm thị xã Trảng Bàng 10 khoảng cũng 10 cây ha. Qua khu nghiệp Thành Thành Công khoảng 4 km của chú chị ha. Đó. Thì hướng này mình sẽ chạy thẳng luôn là qua cửa khẩu ngạch cầu Ông Sải của chú chị ha. Thì từ đây mình sẽ ra khoảng 300 m nữa đụng đường quốc lộ 14C. Thì đường quốc lộ 14C này nó kết nối là huyết mạch từ thành phố Tây Ninh về Long An của chú chị ha. Rồi, vị trí nhà đất em giới thiệu đến cô chú anh chị mình ngày hôm nay là con đường này. Ở đây. Đây. Rồi bây giờ em sẽ mời cô chú anh chị mình vô tham khảo ha. Thì từ con đường chính này đang mở rộng nè cô chú anh chị. Đó, thấy mấy ống cống cũng không? Thì từ con đường chính này mình vô vị trí đất của mình khoảng ba mấy 40 m thôi. Nhà đất mình chứ. Thì em cũng có nhận review nhà đất cô chú anh chị mình có nhu cầu liên hệ điện thoại Zalo trên màn hình ha. Ở đây thì dân cư đông kín, dán bàn cờ. Đó, cũng tương lai là thị trấn. Thì khu vực này cũng rất là tiềm năng của chú chị ha. Mặt tiền này đang kinh doanh buôn bán. Đó. Hiện tại giờ ta đi làm cho nên hơi vắng thôi. Đây. Vị trí nhà đất em giới thiệu đến cô chú chị mình ngày hôm nay là đây. Đó, từ cái mí trụ này mình kéo ngang qua của chú chị ha. Là 8m30. Hậu dài một cạnh 35, 89 cho một cạnh 34 ha. Thì chỗ này ta xây nè, ta chừa ra mấy tấc. Trước hết mình coi bên ngoài trước ha. Chừa ra mấy tấc. 2-3 tấc gì cho người ta mở cửa ha. Đất mình bên đây cũng vậy. Của chú chị ha. Nó cũng bỏ ra 2 cục gạch ha. Rồi, bây giờ mời cô chú anh chị mình vô trong tham khảo ha. Hiện tại quán mình đang kinh doanh về ăn uống ha. Đó, chủ thì giờ cần tiền, đang ngợp bán gấp giá rẻ cô chú anh chị mình luôn. Ở đây thì kinh doanh rất là đông đúc. Mật độ dân cư rất là đông. Đó, bàn ghế. Em xin cập nhật của chú chị ha. Nhà đất mình tọa lạc ấp Bình Thuận, xã Phước Bình, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. Thì tổng diện tích nhà đất của mình là 318 m², full thổ cư nha chú cô chú chị ha. Thì có chiều ngang là 8m30, hậu dài là một cạnh 35-89 và một cạnh 34,11. Đúng theo sổ sách. Nhà đây. Nhà mình lên tấm ha. Đây là nền rất là cao ráo, ở dưới là mặt tiền kinh doanh buôn bán. Rồi, em sẽ mời cô chú anh chị mình vô trong tham khảo ha. Nhà rất đẹp rồi, cũng không có gì để chơi hết. Thì bên dưới mình có một phòng khách nè, một phòng ngủ. Phía sau thì có con bếp nè, bếp nhà ăn ha. Ở đây chỗ giặt đồ để máy giặt ha. Bên đây là nhà vệ sinh, nhà tắm của chú chị ha. Giờ mời cô chú anh chị mình lên
lâu. Ở trên đây lan can này có một phòng khách của chúng chị ha, để thờ. Thì chủ cũng báo là cũng có lắp dàn nước nóng gì, điện năng lượng mặt trời hết 200 triệu của chúng chị ha. Đây là phòng ngủ của mình. Ở bên trong mình có nhà tắm vệ sinh luôn, rất là ha. Đây là mở cửa gió lùa từ phía sau trước ha. Rồi, em xin cập nhật lại cô chú anh chị mình ha. Nhà đất mình gọi là ấp Bình Thuận xã Phước Bình, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. Tổng diện tích là 318 m², full thổ cư, là có chiều ngang là 8m30. Một cạnh là 35,89, một cạnh 34,11. Nở hậu 10m của chú chị ha. Nhà mình hướng chánh đông. Thì từ vị trí nhà đất mình sẽ cách cửa khẩu quốc tế Mộc Bài là 9 km, cách thành phố Tây Ninh là 40 km, cách bến xe Củ Chi là 40 km, cách bến xe An Sương là 60 km. Thì nhà đất chủ báo là bán giá hiện tại là 3 tỷ 7 của chú chị ha. Thì trước kia là 4 tỷ, có người trả được 4 tỷ rồi nhưng mà chủ không bán, bây giờ cần tiền bán gấp. Cô chú chị mình quan tâm liên hệ điện thoại Zalo ha, trên màn hình. Thì tất cả hệ thống điện năng lượng mặt trời này chủ đã lắp hết 200 triệu nè, tiền xây chi phí này kia nọ hết 2 tỷ nữa. Nói chung là tất cả những nội thất các thứ luôn đó. Bây giờ thì gặp chủ trực tiếp để thương lượng ha. Thì giá này quá rẻ rồi, so với khu vực đây hiện tại đất ở trước mặt mình mà mặt tiền là 300 triệu mét của chú chị ha.